Các bạn, ở video hôm trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tải và cài đặt môi trường lập trình Dev C cộng cộng để chúng ta có thể lập trình C và C cộng cộng. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt một cái môi trường lập trình khác. Tuy nhiên ở cái môi trường lập trình này á, Kotlin này á, nó sẽ mạnh hơn và nó hỗ trợ nhiều cái thư viện hơn cho người lập trình. Tuy nhiên thì quá trình cài đặt của nó hơi khó khăn tí xíu, chứ nó không có dễ như là Dev C cộng cộng. Và mình sẽ hướng dẫn đến các bạn từng bước một là chúng ta tải và chúng ta cài đặt, và chúng ta cài đặt các thư viện cũng như là các trình biên dịch của nó. Rồi bây giờ để tiến hành cài đặt thì chúng ta phải tải cái file cài đặt về. Thì cũng giống như các phần mềm khác, chúng ta có thể lên internet, chúng ta tìm kiếm là chúng ta gõ chữ là tải Kotlin. Thì các bạn thấy trên internet có rất là nhiều liên kết để chúng ta có thể tải được Kotlin. Tuy nhiên thì khi tải thì các bạn cũng nên lưu ý là xem chừng là bị virus nó tích hợp kèm theo cái file tải về của mình, hoặc là nó sẽ tích hợp những cái chương trình mà mình không có mong muốn tải cài về máy mà mình không có để ý, thì sẽ rất là nguy hiểm cho máy và làm cho máy bị nặng. Thì mình đã tải lên cái hệ thống tập tin của mình ở phía dưới cái phần mô tả của cái video này. Các bạn chỉ cần click vào cái liên kết thì nó sẽ ra được cái giao diện như vậy. Và các bạn chỉ cần click chọn vào download. Thì cái phiên bản Kotlin hiện tại khi mình làm cái video này là phiên bản mới nhất, là phiên bản 20.03. Thì tùy theo thời gian mình sẽ up những cái phiên bản mới cho các bạn để các bạn có thể tải để soạn thảo nó tốt hơn. Rồi, khi các bạn click vào cái liên kết phía dưới phần mô tả này thì các bạn sẽ chọn vào chữ download. Và khi download về thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ được Kotlin tải về phía dưới cái trình duyệt web. Rồi khi tải về rồi thì chúng ta sẽ chọn vào Kotlin để chúng ta cài đặt. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn Yes. Rồi ở bước này các bạn sẽ chọn nét. Rồi I agree. Rồi ở đây các bạn thấy là chúng ta có thể lựa chọn một trong cái cài đặt này, còn không thì các bạn cứ để nguyên là default và các bạn nhấn nét. Rồi chúng ta sẽ chọn install để chúng ta cài đặt. Quá trình cài đặt cũng mau thôi các bạn. Rồi, sau khi cài đặt xong thì nó hỏi chúng ta là có muốn chạy Kotlin luôn bây giờ hay không, thì chúng ta có thể chọn Yes hoặc No tùy ha. Ở đây ví dụ mình chọn No rồi. Rồi mình chọn Yes. Rồi chúng ta chọn phím này. Rồi, vậy là chúng ta đã cài xong Kotlin rất là nhanh. Các bạn thấy rất là nhanh. Giờ chúng ta đã tải cái file cài đặt sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần click vô và cài đặt giống như các ứng dụng bình thường. Thì bây giờ biểu tượng của Kotlin trên màn hình nó là bốn cái ô vuông màu đỏ, xanh lá cây, tím và vàng, thì các bạn nhấn nút chuột vào để khởi động. Rồi. Khi khởi động thì các bạn sẽ thấy nó có hiện lên một cái compiler auto detection, có nghĩa là chúng ta phải cài một cái trình biên dịch compiler để chúng ta có thể chạy những cái code mà chúng ta gõ. Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa có cái trình biên dịch nào đây. Và thấy nó file hết rồi nha. Rồi chúng ta cứ tạm ok. Rồi. Khi khởi động lần đầu tiên á thì nó sẽ hỏi cho chúng ta rất là nhiều lựa chọn này. Kotlin hiện tại là mặc định là có cái ứng dụng file sụt C và C cộng cộng, bạn có muốn cài đặt mặc định hay không thì tùy chúng ta ha. Thí dụ các bạn sẽ chọn là không rời khỏi nó bây giờ, hoặc là các bạn có nó là muốn cài đặt mặc định với kiểu file C, C cộng cộng, ví dụ chỗ này các bạn sẽ chọn là
mặc định thì chỉ kiểu file C, C cộng cộng thôi, tùy cái quá trình lập trình của các bạn nha. Rồi chúng ta mình sẽ chọn OK. Rồi chúng ta sẽ thấy ở giao diện chính của Kotlin có những cái lựa chọn là create a new project, là chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới, hoặc chúng ta sẽ mở open an existing project, chúng ta sẽ mở một cái dự án, một cái dự án mà chúng ta đã lưu trước đó, hoặc chúng ta có thể thăm cái trang web của Kotlin, vân vân. Thì hai cái lựa chọn đầu tiên là hai cái lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta thường sử dụng đó các bạn, là create a new project và open an existing project. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào create a new project để tạo một cái dự án mới ha. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy nó hỗ trợ rất là nhiều cái môi trường đây các bạn thấy. Rồi môi trường tập trình bình thường của chúng ta là console application, thì chúng ta sẽ chọn ở đây tùy vào cái quá trình học của các bạn, chúng ta sẽ chọn cái môi trường tương ứng ha. Rồi chúng ta chọn Google, rồi chúng ta chọn Net. Rồi tùy vào ngôn ngữ các bạn sẽ chọn vào C hoặc là C cộng cộng để các bạn khi mà soạn thảo tập trình đó. Rồi ở đây là project title, nghĩa là các bạn sẽ đặt tên của cái dự án của mình. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là chào rồi chúng ta sẽ chọn thư mục để lưu. Thì mình lưu ý với các bạn, chúng ta nên tạo một cái thư mục ở ổ D, ổ E gì đó má chúng ta. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái thư mục C cộng cộng. Rồi thì các bạn, thí dụ các bạn lập trình về C thì các bạn tạo một cái thư mục C. Rồi các bạn sẽ chọn cái thư mục để chúng ta sẽ lưu những cái dự án chúng ta vào. Rồi chúng ta chọn nhấn Next. Rồi chúng ta nhấn Finish. Rồi sau khi Finish xong thì chúng ta sẽ nhấn đắp vào cái cửa sổ cái khung bên tay trái nè. Rồi chúng ta chính thức vào chữ main.ccb. Rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái câu lệnh mặc định là Hello World cho chúng ta sẵn. Bây giờ mình sẽ không gõ gì hết, ở đây nó đã thẳng là cout hello world rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Thì khi chạy chương trình thì có thứ nhất là sẽ các bạn sẽ có chỗ build nè, các bạn sẽ xem nó có lỗi gì hay không. Đây là control F9. Còn khi các bạn chạy thì control F10, và các bạn vừa chạy và vừa xây dựng, vừa kiểm tra và vừa chạy luôn thì bạn nhấn F9. Thì trong quá trình mình lập trình thì mình nhanh nhất là mình chỉ cần nhấn F9 với bàn phím thôi là nhanh nhất. Rồi hoặc là các bạn có thể nhấn biểu tượng ở đây run hoặc là build và run đây tùy các bạn nha. Rồi mình sẽ nhấn F9 và nhấn biểu tượng này. Rồi thì khi chạy các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ không thấy được cái chữ hello world ở trên màn hình. Vì sao? Nó có một cái thông báo đây các bạn, đây thông báo rất là dài. Nó báo là chúng ta chưa có cài đặt cái GNU/GCC cầm bí lên, cho nên là chúng ta không có chạy được cái trình biên dịch, không có chạy được cái câu lệnh Hello World này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài cái GCC này. Thì ở hệ thống tập tin của mình cũng đã up lên cái file min gvk.get setup. Còn nếu không thì các bạn có thể lên internet, nhưng mà hơi khó tìm tí xíu nha. Các bạn có thể nhờ gõ là tải min gvk cho Kotlin. Tuy nhiên trong quá trình mà tìm cái file cài đặt cũng hơi khó, cái file này hơi khó nha các bạn. Thì trên mạng người ta cũng hướng dẫn các bạn rất là nhiều ha. Rồi ở đây mình sẽ chỉ các bạn trực quan nó nhanh hơn, chúng ta đổi cái tập tài liệu. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn download, khi tải về thì các bạn sẽ được một cái file. Đây mình sẽ chọn download. Rồi ta đóng cái bit này nha. Rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái file .zip mình nén. Rồi các bạn cứ click đúp và mở, và các bạn nhấy đúp chuột vào cái file này để chúng ta cài đặt. Rồi mình sẽ đóng cái sổ này. Rồi mình sẽ đóng cái chương trình C cộng cộng của mình luôn nha. Rồi chúng ta có muốn lưu không? Rồi bây giờ ở đây các bạn thấy là khi các bạn nhấn đúp vào cái biểu tượng cài đặt của min gvk á,
thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái giao diện giống vậy, và các bạn chỉ cần nhấn Info. Rồi ở đây các bạn sẽ để mặc định là min g v kép luôn cũng được nha, các bạn sẽ chọn Continue. Rồi ở bước này nó sẽ tải về cái phần cài đặt, các bạn chờ tí xíu nha. Tùy vào cái mạng của tốc độ mạng, tốc độ download của các bạn thì nó sẽ nhanh hay chậm. Nếu tốc độ nhanh thì nó sẽ tải rất là mau ha. Xong rồi chúng ta sẽ nhấn Continue. Rồi, ở phần này này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái gói khi mà các bạn click. Đây, cái basic setup thì các bạn để dễ nhất á, thì các bạn cứ chọn hết, còn không á thì ở đây mình chỉ tùy vào cái công việc của các bạn nha. Thì các bạn có thể chọn hết cũng được, nhưng tuy nhiên chọn hết thì nó sẽ tải về hết, nó hơi nặng máy tí xíu thôi. Còn ví dụ ở đây mình biết là mình chỉ lập trình trên môi trường là C cộng cộng và C thôi, thì ở đây mình sẽ chọn hai cái cài đặt này, hai cái gói này. Rồi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiện lên cái bảng như vậy, và các bạn chọn là Max for Extension và tiếp tục là C là Max for Installation. Rồi mình chỉ cài hai cái này thôi. Còn nếu như các bạn mà các bạn làm cái môi làm việc trong những cái môi trường khác thì các bạn cứ chọn những cái phần ở phía trên này, rồi sau đó các bạn chọn Install. On bắt đây các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều lựa chọn, Rồi, giờ chúng ta chọn Installation này, mình chỉ cài đặt hai cái môi trường cầm đi lên thôi nha. Apply. Rồi các bạn đợi nó tải về cái camera. Khi cài đặt cutoff thì chúng ta hơi mất thời gian ở chỗ này, nhưng mà các bạn bù lại thì khi lập trình mình đã làm trên môi trường DFC cộng cộng và môi trường cutoff, thì mình thấy là môi trường cutoff nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều thú vị, và khi lập trình thì nó có những cái từ khóa cho chúng ta dễ nhớ, chúng ta còn ở DFC nó không có. Và công việc của các bạn, nếu như các bạn mới học lập trình á, thì các bạn nên cài DFC cộng cộng. Mình cũng đã có cái video hướng dẫn các bạn cài đặt DFC cộng cộng. Rồi khi các bạn khi lập trình ở một cái mức độ cao hơn tí á, thì các bạn nên phải có lock để chúng ta lập trình sẽ tốt hơn, hỗ trợ nhiều cái phương diện hơn. Ở trên kênh của mình đã có một số bài về C với các bạn, thì trong thời gian sớm nhất mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một số cái phần cơ bản về C cộng cộng nữa, rồi sau đó mình sẽ tiến hành đi vào các bài tập, và mỗi bài tập mình sẽ viết trên hai ngôn ngữ luôn, là hoặc là một cái bài tập đó mình sẽ viết code trên C và code trên C cộng cộng, để tùy vào cái việc học của các bạn thì các bạn sẽ dễ theo dõi trong quá trình học tập. Đón xem trên kênh của mình. Và dự án tiếp theo nữa là dự định tiếp theo nữa là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn học về Python nữa, tại vì Python tiếp theo đây thì Python cũng sẽ phát triển, và trong cái chương trình sách giáo khoa mới thì người ta sẽ bổ dục sẽ đưa dẫn ngữ Python để các bạn học. Tiếp dự định dự án tiếp theo thì mình cũng hướng dẫn các bạn cách để chúng ta học về Python. Đương nhiên mình cũng sẽ làm các video để hướng dẫn các bạn
Python trên máy của mình. Rồi, quá trình này là quá trình nó cài các thư viện nha các bạn. Rồi, nó báo successfully, giờ chúng ta nhấn slow. Rồi, đây mình nhấn viết ở đây luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ sau khi cài đặt xong nó có cái biểu tượng này các bạn, biểu tượng installer của MinGVK nè. Các bạn cài đặt xong rồi các bạn có thể xóa cái này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động Kotlin lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái dự án mà chúng ta đã lưu hồi nãy tên là chào. Chúng ta chạy lại thử xem lúc này nó đã chạy được hay chưa nha. Rồi thay vì hồi nãy Create thì mình sẽ chọn Off. Rồi các bạn sẽ chọn lúc nãy mình đã lưu ở chữ D thư một C cộng cộng và có một cái chào đây. Rồi Open. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nha. Rồi các bạn thấy không, lúc này chúng ta đã chạy được chữ Hello World rồi đây. Rồi nếu như các bạn thấy cái màn hình màu nền đen chữ trắng này các bạn không thích thì các bạn hoàn toàn có thể đổi lại theo cái sở thích của mình. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Chúng ta lướt chuột phải vào thanh tiêu đề, chúng ta chọn Property và ở đây chúng ta thấy nha, Green Background mình sẽ chọn là cái nền màu trắng. Rồi Green Text mình sẽ chọn cái chữ màu xanh để chúng ta dễ nhìn. Ok, hãy lần sau bây giờ mình sẽ nhấn viết rồi mình chạy lại cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy không, lúc này nó đã cái nền trắng và chữ xanh rất là dễ nhìn. Còn nếu như các bạn thấy cái chữ này nhỏ quá, bạn muốn cái chữ lớn lên thì chúng ta có thể chỉnh được luôn. Mình phải vào thanh tiêu đề, chọn Property, phần font này các bạn sẽ chọn cái chữ lớn lên, ví dụ 20 chẳng hạn hay là 24 chẳng hạn, tùy vào các bạn. Ví dụ ở đây mình chọn 20 ha, mình chọn OK. Rồi đây các bạn thấy chữ nó đã lớn lên nè, cửa sổ cũng lớn lên luôn nè. Đây rồi, ví dụ ở đây mình sẽ đổi, mình sẽ thêm một cái câu nữa nha. Chào các bạn đến với kênh 365 giờ rồi chấm phẩy. Rồi bây giờ mình chạy nha. Rồi các bạn thấy chỗ này chúng ta sẽ được hai câu Hello World và chào các bạn đến với kênh 365 giờ HK. Rồi các bạn thấy lúc này chúng ta đã có thể soạn thảo cái code bằng C cộng cộng và chúng ta có thể chạy và chúng ta nhìn thấy cái giao diện nó rất là đẹp. Rồi như vậy video hướng dẫn các bước để tải và cài đặt Kotlin của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.